Uầy, và tao là tia chỉ đờ con của đất tè 495 đồng men. Dân bộ tao là dân đã hề, bộ tao chất ở dù già trẻ, chất và chiến dân bộ tao là tề. Đã tẻ vip của anh em tao, người Tây Nguyên tao đứng trên cao, lên sẽ cầm phong giữa trời đêm sao. Vì đơn giản đó là dân đã tẻ, vì huyện đã tẻ là nơi bộ tao đặt chân. Có một thứ quan trọng nhất với tao đó là người thân. Có anh em, có tình yêu, có những người tao tôn trọng nhất. Là đi cùng anh em ra quán cà phê, tao tôn giọng gắt vào ngày cuối tuần. Lòng biển này mày phải uống hết không, anh không nể đâu. Chơi cho đẹp chứ đừng chơi xấu, bọn anh không nể đâu. Làm gì làm chứ đừng bố là mọi người không nể đâu. Cho nó biết chúng tao là ai, bọn tao là dân là tể yo. 495 đồng, cầm cây mai lên cho bọn nó biết trong tim con đồng. Bọn tao vẫn là chúng huyết thống bởi vì là da vàng màu đỏ Việt. Nơi tao mở mắt cũng là nơi đã bắt đầu, tao sẽ là nơi tao tắt cầu dao. Vì nó là đã tể, tao cùng gật đầu nào.